bữa nay thì bản thân em cũng thường xuyên cập nhật cho các bác về khá là nhiều những cái dự án giúp các bác có thể tham gia đào coin miễn phí có những cái dự án thì sắp được list sàn và có những cái dự án thì chúng ta có thể cờ lam luôn và rút về cái ví điện tử của chúng ta bên cạnh đó thì hiện tại vẫn còn có rất nhiều bác tìm hiểu về những cái kèo kiếm tiền paypal miễn phí thì video ngày hôm nay thì bản thân em sẽ lại tiếp tục cập nhật cho các bác về hai cái ứng dụng ở cái thời điểm hiện tại mà giúp các bác có thể tham gia làm nhiệm vụ và chúng ta có thể kiếm được cái số lượng USD của cái ví PayPal. Rồi sau đó thì các bác có thể rút về cái ví PayPal bất cứ lúc nào đều được khi mà các bác đủ pin rút nhá. Đây là cái tổng số lượng USD của cái ví PayPal hiện tại em đang có ở trên cái ví PayPal của em đang có là 46 đô. Tính ra tiền Việt thì nó rơi vào tầm khoảng độ là hơn 1 m. Và cũng nhân tiện đây thì những bác nào mà có USD của ví PayPal ấy các bác mà không biết cách bán và rút về tài khoản ngân hàng của các bác thì các bác có thể liên hệ với em em sẽ thu mua hoặc là bản thân em sẽ hỗ trợ các bác là cách bán nhá cũng khá là đơn giản thôi bên cạnh đó thì em cũng thu mua cho các bác những cái đồng coi nhỏ lẻ mà nó được lít sàn rồi mà các bác cảm thấy nó ít quá các bác không muốn rút lên sàn để các bác bán các bác vẫn còn ở trong ví ấy, thì các bác có thể liên hệ với em Bây giờ thì em sẽ vào cập nhật cho các bác về hai cái ứng dụng mà video này em muốn giới thiệu và chia sẻ với các bác. Trước khi vào hướng dẫn và cập nhật thì bây giờ em sẽ sang quay và tặng quà cho những bác may mắn nhất ở cái video lần trước nhá. Các bác tham gia xem video trên kênh của em các bác còn có cơ hội nhận được cả quà nữa và để nhận được quà rất là đơn giản thôi. Các bác xem hết cái video ví dụ như cái video này chẳng hạn. Các bác xem hết sau đó các bác để lại À, cho em ví dụ các bác like video sau đó các bác để lại một cái bình luận bất kỳ một cái lời chúc bất kỳ và ở mỗi đầu hoặc là cuối video tiếp theo em sẽ quay nếu như chúng bình luận của bác nào đó thì bác đấy liên hệ qua zalo cho em để em có thể tặng quà nhá những bác nào mà em chưa được tặng quà ấy, thì uh, cái ví của em nó thường thường nó sẽ bị lỗi thì các bác có thể nhận qua cái ngân hàng hoặc là qua uh, thẻ cào đều được rồi bây giờ em sẽ sang quay ở đây bây giờ thì à, em sẽ dán cái đường link video đợt trước của em ra đây nhá xem uh, video đợt trước của em có bao nhiêu bình luận đây sau đó thì em sẽ quay à, có 47 bình luận các bác nhá Bây giờ em sẽ chọn ra bác may mắn nhất đó là Hà Thị Xuân là bác đầu tiên anh ra game như video hay nữa Ok cảm ơn bạn rất là nhiều à, tiếp theo là bác thứ hai clip sau mong sẽ chúng à, chúc mừng bác nhá clip này bác đã trúng rồi này À ngày hôm nay em sẽ tặng là hại bác bởi vì cái số lượng view của video đợt trước của em có à, được có 300 view thôi, khá là ít nên là các bác phải ủng hộ em nhiều hơn nữa để em có động lực và em có thể tiếp tục ra video để tặng cho các bác nhé Rồi bây giờ em sẽ vào cập nhật cho các bác về cái ứng dụng đầu tiên. Cái ứng dụng đầu tiên mà em muốn cập nhật với các bác, đây là một trong những cái ứng dụng trồng cây đã rất là hot ở trong 1 2 năm về trước thì để tham gia và kiếm tiền được ở trên cái ứng dụng này thì làm như thế nào? À, khi mà các bác đăng ký thành công xong, nó sẽ có một cái phần nhập mã cốt, thì các bác sẽ nhập cho em cái mã cốt vào nhá. Cái mã cốt này thì em sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi mà chúng ta đã đăng ký thành công xong như này, nó sẽ cho chúng ta một cái hạt giống ở đây và chúng ta sẽ sử dụng cái hạt giống đó để chúng ta trồng cái cây. Ở à, cái cây này thì các bác có thể sử dụng à, thứ nhất là tưới nước, thứ hai là bón phân và nó sẽ ra những cái quả táo ở đây cho chúng ta này. Và chúng ta sẽ thu hoạch những cái quả táo đó nó sẽ lên đây cho chúng ta. Ở trong cái ứng dụng này thì bản thân em đã rút rất là nhiều lần rồi. Tính ra đô thì bản thân em đã rút lên tới khoảng độ là hơn 100 đô trên cái ứng dụng đầu tiên này. Như các bác có thể thấy này. À, cũng có rất là nhiều bác có hỏi em nào cái ứng dụng này hiện tại nó còn uy tín hay không thì các bác cứ nhìn cái lịch sử rút tiền của em không có một lịch sử nào mà nó báo lỗi hay là không rút về được đâu nhá đa số đều rút về và hiện lên màu xanh như này và có một cái lệnh mới nhất em mới rút đây này đó mới rút đây này hai đô này báo về luôn và tí nữa em lại tiếp tục hướng dẫn các bác rút đây ví dụ bây giờ nhá à, em sẽ cho cái cây này của em là tưới nước thì chúng ta sẽ cần có 5 kim cương màu tím tím đây này các bác có thể thấy không? Nó sẽ có 5 cái kim cương ở đây và để kiếm được kim cương đó thì các bác sẽ ấn vào cái phần dấu cộng bên trên này cho em. Sau đó các bác xem những cái video ngắn ở đây nó rơi vào khoảng độ là 25 đến 30 giây. À, mỗi một cái video vậy em à, các bác sẽ nhận được là một kim cương. Thì à, các bác càng xem nhiều thì các bác tích kim cương lại. Cái số kim cương này các bác sẽ sử dụng để các bác có thể mua nước này, mua phân để các bác có thể sử dụng vào cái cây của các bác nhá. Đó rất là đơn giản thôi. Đây giả sử bây giờ em sẽ tưới nước này, tưới nước cho cái cây nhá. Như vậy là em đã sử dụng bình nước và em đã tưới cho cái cây. Bây giờ thì nếu như mà chúng ta muốn bón phân thì chúng ta sẽ xem video ở trên này để chúng ta nhận kim cương và chúng ta bón phân nhá. Các bác thấy không? Khi mà tới nước vào thì bắt đầu những cái quả táo nó đã xuất hiện rồi và cứ mỗi một quả táo như vậy thì nó tương đương với là một xu. Đấy các bác thấy chưa? Khi mà có cái cây của chúng ta mà nó to lên như này này. Các bác đã thấy cái cây nó đã to hơn chưa? Có những bác à, trồng cái cây mà nó to to đến chật cả cái màn hình này cơ và lúc đấy cái số lượng à, cái quả táo các bác nhận được nó cực kỳ là nhiều cũng như là cái số lượng xu chúng ta nhận được nó rất là nhiều ở đây nhá. Đấy các bác ấn vào đây để các bác nhận rất là đơn giản thôi bên cạnh đó các bác còn thể, có thể làm một số các nhiệm vụ ở đây để chúng ta có thể tham khảo và đi giới thiệu bạn bè thì bên trên này nhá bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác rút tiền các bác sẽ ở lớp phần ví tiền ở đây này nó sẽ quay phần ví tiền đấy nhá à, em đang có là 25.000 cái quả táo này thì min rút nó khá là thấp nó chỉ có 2 đô tương đương với là 20.000 à, min rút cao ở đây là 250.000 xu nó tương đương với là 25 đô thì em sẽ đủ rút cái min đầu tiên ở đây Em sẽ ấn vào nhá Cái mai này thì em đã điền sẵn rồi Bây giờ em sẽ ấn vào phần rút Ấn vào phần ít này Rồi sau đó em sẽ chờ Rồi như vậy là em đã tạo xong cái lệnh rút tiền ở đây Nó báo nhá Nó báo xử lý cho em trong vòng là 3 ngày làm việc Nhưng mà thường thì sẽ không đến 3 ngày làm việc đâu Nó xử lý rất là nhanh cho chúng ta Nên là các bác yên tâm sau khi mà tiền về thì bản thân em sẽ chia sẻ lên cái tab cộng đồng cho các bác cùng xem. Còn hiện tại thì nó vẫn cực kỳ là uy tín các bác nhá Bởi vì em đã cho các bác xem những cái lịch sử rút tiền Mà vừa lấy em đã à, cho các bác xem ở bên cái phần Without rồi Đây, hàng ngày thì chúng ta chỉ cần ấn vào đây thôi Để chúng ta có thể nhận xu Đấy, nhận quả táo nó tiếp tục nó nhả ra nhá Đây, số xu hiện tại của em đang còn là 5.000 ở đây Càng kiếm được nhiều kim cương thì các bác sử dụng bón phân và tưới cây Để cái cây nó to ra ấy, thì chúng ta nhận được cái số lượng coi cũng như là cái số lượng quả táo nó sẽ nhiều. Rồi đây là cái ứng dụng đầu tiên này. À, tiếp theo là cái ứng dụng thứ hai. Cái ứng dụng thứ hai này là cái ứng dụng nuôi thú cưng. đó. À, thì nó cũng tương tự như cái ứng dụng đầu tiên kia thôi. đấy nó cũng tương tự như vậy. nó sẽ cho chúng ta một cái con vật và hàng ngày thì chúng ta cũng vào đây để chúng ta có thể là thứ nhất cho cái con vật của chúng ta ăn. thứ hai là cho nó uống nước này và thứ ba là cho nó chơi trò chơi và nó cũng hiện lên xu để chúng ta nhận và trên cái ứng dụng này thì em cũng đã rút rất là nhiều. Đây, em sẽ ấn vào phần GRM uh, đây, đây này. Đây là cái phần rút tiền cho các bác xem nhá Rút khá là nhiều. Tổng hai cái ứng dụng này nó phải rơi vào 260, 250, 250 đô gì đó. Đây, 10 đô, 5 đô, 5 đô này, 10 đô này, 5 đô này. Đấy, em rút toàn 10 đô, 15 đô bên ứng dụng này khá là nhiều. Và min rút của nó cũng khá là thấp, chỉ có 2 đô thôi. Đây, các bác có thể thấy đây, cái con vật đây nhá cũng kiếm kim cương cũng y như vậy ấn vào đây à, chúng ta có thể xem cái video ngắn ở đây để chúng ta có thể nhận được kim cương và bây giờ em sẽ sử dụng cái uh, bình nước này nhá để em có thể cho cái con vật này nó uống nước ở đây để các bác có thể uh, xem ở đây nhá em sẽ ấn vào đây này Như vậy là em vừa cho cái uh, con vật của em uống nước Các bác thấy chưa nó hiện lên hình trái tim Và cứ một cái trái tim này là một xu nhá Đó, Rất là đơn giản thôi Đây nó đang uống nước này À, sau khi mà uống nước xong thì à, các bác có thể cho nó chơi trò chơi này nó hiện lên cái phần play ở đây này là cái phần trò chơi nhá nó cứ hiện lên cái thần trái tim này là chúng ta có thể ấn vào để chúng ta có thể nhận thôi khá là đơn giản ở đây thì đăng ký nó cũng giống như cái ứng dụng đầu tiên khi mà các bác đăng ký xong các bác nhập mã thì các bác cũng nhận được ở đây là 1.000 cái đồng xu này cái số xu này càng kiếm được nhiều thì cái số lượng quy đổi ra USD của ví Paypal của chúng ta là sẽ càng nhiều nha các bác nhé đây là đấy là cái phần mà em hướng dẫn thêm cho các bác. Đây cho nó uống này, sau đó nó sẽ nhả cho chúng ta những cái trái tim này và nó sẽ tương đương là cái số xu. Có những bác thì có thời gian rảnh rỗi thì các bác các bác có thể kiếm được rất là nhiều kim cương và từ những cái kim cương đó thì các bác có thể cho cái con vật của các bác uống nước cũng như là chơi thể thao này, sau đó là à, mua thức ăn cho nó nhá. Đây giả sử bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác rút tiền. Hiện tại em đang có là 35.000 xu, em sẽ ấn phần R đen ở đây. Thì uh, như vừa nãy em cũng bảo các bác là min rút của nó khá là thấp chỉ có 2 đô Và min rút cao là 25 đô Thì em sẽ ấn vào đây này Ở đây thì em cũng đã liên kết sẵn với cái uh, tài khoản uh, Phí Paypal của em rồi Bây giờ thì em chỉ cần ấn vào phần rút tiền thôi nhá Đây em sẽ ấn vào phần redeem ở, ở đây này Sau đó em sẽ phần ít ở đây Để em có thể tạo cái lệnh rút tiền ở đây Rồi như vậy là uh, em đã tạo xong cái lệnh rút tiền và nó cũng báo xử lý của chúng ta trong vòng là 3 ngày làm việc em sẽ ấn phần ok ở đây đấy khá là đơn giản thôi nhá và sau khi mà tiền về thì em sẽ chia sẻ lên cái tab cộng đồng cho tất cả các bác cùng xem ở đây đó sau khi mà cái con vật này của chúng ta mà nó đã uống xong nước rồi bây giờ thì các bác đợi hết cái số dây này này thì chúng ta lại cho cái con vật này nó chơi trò chơi nhá để nó lại sản sinh ra cái số lượng uh, trái tim này cũng như là chúng ta nhận được cái số lượng xu ở đây đấy không có gì khó khăn cả nó cũng tương tự như vậy thôi và cái nền tảng game này chúng ta chủ yếu là kiếm thật là nhiều xu ở đây, càng kiếm được nhiều xu thì cái số lượng quy đổi ra USD ví Paypan của chúng ta càng nhiều. thì à, trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật cho các bác về hai cái ứng dụng ở cái thời điểm bây giờ giúp các bác có thể tham gia làm nhiệm vụ và kiếm cái à, đồng USD của ví Paypal hoàn toàn là miễn phí và nhân tiện đây bản thân em vẫn à, hỗ trợ và thu mua cho các bác những cái đồng co nhỏ lẻ nhá. nếu như bác nào mà cần thì các bác có thể liên hệ qua Zalo với em video này của em đến đây là kết thúc em xin chào tất cả các bác nhé